Kiếm.momo.com chọn chẵn hay lẻ là ra tiền, trả thưởng trong vòng 5 giây, giao dịch hoàn toàn tự động 24/7. Cùng với các phần quà hàng tuần hàng tháng vô cùng giá trị và hấp dẫn. Truy cập ngay kiếm.momo.com để cho anh em nhé. Top 5 tướng khắc chế Arthur hiệu quả nhất liên quân. Arthur là một vị tướng đấu sĩ đi đường tà thần rất mạnh với sự trâu bò và khả năng tạo ra sát thương liên tục lên kẻ địch, khiến chúng ngán ngẩm vô cùng vì sự lì lợm cũng như là khả năng cấu máu của vị tướng này. Sau đây sẽ là một vài cách để khắc chế vị tướng này. 1. Lữ Bố. Lữ Bố là vị tướng rất trâu bò, cơ động và khả năng hồi phục tốt. Nếu Arthur muốn solo, Lữ Bố có thể bật ulti mà chơi thẳng mặt, nếu thua có thể dễ dàng rút lui bằng sức thố. Có thể nói Arthur rất khó hạ gục được Lữ Bố, trừ khi quá xanh mà thôi. Đối với Lữ Bố khi solo lên, cần chú ý đến bản đồ nhỏ để chủ động hơn nếu bị ganh, đặc biệt là ở giai đoạn đầu trận khi mà Lữ Bố vẫn chưa hề có ulti. 2. Rask. Tướng Rask rất khó chịu với khả năng cấu rỉa từ tầm xa của mình. Vị tướng này dễ dàng khắc chế các pha lao vào của Arthur. 3. Hayate. Hayate là đại diện của mẫu xạ thủ cơ động, khả năng cấu rỉa tầm xa mạnh. Hayate hoàn toàn outlet Arthur khi hắn áp sát, không những thế khi Hayate lên được áo choàng băng giá thì sẽ thả diều Arthur đến cực kỳ khó chịu. 4. Oma. Oma là vị tướng có nhiều kỹ năng khống chế giúp bắt và tiêu diệt Arthur nhanh chóng. Ngoài ra, Oma còn có khả năng sát thương theo phần trăm máu từ nội tại uy dũng. Tất cả sát thương của vị tướng này đều có tỷ lệ làm choáng địch và gây 15% máu hiện tại của mục tiêu thành sát thương vật lý. 5. Triệu Vân. Triệu Vân với chiêu cuối long kích có thể gây được cả sát thương chuẩn lẫn sát thương theo phần trăm máu. Điều này giúp cho việc khắc chế một Arthur trâu bò. Triệu Vân khá cơ động, thường đi rừng, có khả năng chiếm các vị trí farm hoặc bổ trợ PK với những tướng ít máu đi lẻ. Sở hữu khả năng càn lướt mạnh mẽ, Triệu Vân nhanh chóng trở thành nỗi khiếp sợ không chỉ với các vị tướng máu giấy mỏng manh, mà ngay cả những tanker khủng cũng ít khi đấu chính diện với Triệu Vân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé.